Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu một sản phẩm nam dược của người Dao. Sản phẩm này đặc trị sâu răng hôi miệng 100% thảo dược, công hiệu từ lần ngậm đầu tiên đều trị hiệu quả các bệnh răng miệng, bài thuốc bí truyền của dòng họ Chúc mà mình vừa sưu tập được. Công dụng đặc trị sâu răng: ê nhức buốt chân răng, viêm chân răng, ngứa chân răng, viêm tủy răng, viêm lợi, tụt lợi, nhuyệt loét miệng, sưng bọng răng, răng lung lay, hôi miệng, viêm da chu cho răng sâu và diệt các vi khuẩn gây hại cho răng. Thông tin về chi tiết sản phẩm đọc kỹ tờ hướng dẫn. Một sản phẩm chất lượng của nam dược người Dao mình thấy hay hay nên đã sưu tầm về. Nó gồm một chai nước và một gói bột này để xức vào cái chỗ răng sâu của chúng ta, đặc trị sâu răng hôi miệng họ Chúc. Mình đã sử dụng thử thì thấy công dụng nó cũng khá hay, mùi nó giống như là mùi nó hơi giống rượu thuốc, mùi của nó hơi giống rượu thuốc, ngậm vào thì có vị cay nóng hơi giống như rượu, nên chúng ta tốt nhất là nên pha ra tốt hơn. Ngậm nguyên chất này thì cay nóng lắm. Thành phần: trầu không, ngũ bột tử, bạch chỉ, hoàng bá, đinh hương, trầm bá, mai hoa, xà long não, cùng nhiều thành phần gia truyền khác. Cách dùng: lấy 15 ml rượu trắng pha 1/4 gói thuốc bột, dùng để chấm dần. Lấy một nắp cốt thuốc trong chai, ngậm trong 3 đến 5 phút. Nó cay quá có thể pha thêm nước lọc sạch tỷ lệ 3 nước 7 thuốc, ngày ngậm 3 đến 5 lần. Sau khi ngậm súc xong, dùng bông tăm sạch chấm hỗn hợp thuốc bột vừa pha vào phần sưng đau và bị sâu, ngày chấm 3 đến 5 lần, không súc lại với nước khác. Công dụng đặc trị sâu răng: đau nhức buốt, viêm chân răng, ngứa chân răng, viêm tủy răng, viêm lợi, tụt lợi, nhuyễn loét miệng, sưng bọng răng, răng lung lay, hôi miệng, viêm nha chu do răng sâu và diệt các vi khuẩn gây hại cho răng. Mình đã dùng thử thì thấy nó cay cay bút rát rát. Tác dụng chữa được sâu răng thì theo mình thì nó chỉ hỗ trợ làm bớt đau răng, nó hỗ trợ làm bớt đau, bớt nhức. Nhưng mà nếu có tác dụng diệt vi khuẩn thì chắc có, diệt vi khuẩn làm hết hôi miệng thì có, hết hôi miệng, chữa viêm răng, loét, nứu. Còn sâu răng thì tất nhiên nó chỉ hỗ trợ nó làm giảm bớt đau nhức thôi, muốn hết hoàn toàn là tất nhiên là phải đến nha khoa để mà được thăm khám chữa trị tận gốc mới hết được. Thì nói chung đây cũng là một bài thuốc hay. Nếu mà hôi răng thì chắc chắn theo mình là sẽ hết thôi, chắc chắn. Mình đã dùng qua thấy khá tốt. Nếu mà để trị hôi răng, giảm bớt đau nhức răng, chữa viêm nướu, loét và diệt các vi khuẩn gây hại thì cái này thì tốt. Chúng ta phải pha ra với nước, chứ nếu mà ngậm riêng cái này thì nó hại lắm. Nhưng mà nói chung theo mình thì mình dùng súc miệng bằng nước muối vẫn là tiện lợi và rẻ tiền nhất. Nhưng mà nếu ai muốn kỹ hơn, muốn hết hôi miệng thì dùng cái này thì nó càng tốt hơn. Rồi, chúc mọi người có nhìn vui và nhiều sức khỏe trong cuộc sống.